Chú Thắng, tỉnh dậy đi. Không được, không được, mình không thể đưa chú Thắng đi gặp bác sĩ. Không được, mình sẽ ở tù, mình sẽ chết người sẽ ở tù. Như vậy là không được rồi, tôi chết người là sẽ ở tù nữa. Tôi xin lỗi chú. Con xin lỗi chú. Chú Thắng, chú Thắng, chú Thắng, trời ơi, chú Thắng, chú Thắng, trời ơi, chú Thắng, chú Thắng, chú Thắng ơi, chú ráng đi, con sẽ gọi xe cấp cứu. Nhanh lên tỉnh ơi, nhanh đi, nhanh lên, nhanh lên, trời ơi, không thôi, con sức mình, con sống, nhanh lên Thiện, nhanh đi. Chết rồi. Để lên. Nhanh lên mấy đứa. Kính hết chưa? Đằng sát chung. Lên kính kỹ vô nha. Nhanh tay lên. Tụi con có đẩy kịp không? Dạ, sao thấy mưa quá à? May phước là kịp. Sao sợ tụi con là không có kịp? Tốt quá. Dạ, Thủy ơi. Trời ơi, hớt hải, Thủy ơi, chuyện gì vậy? Thủy ơi, Thiện ơi, ba tụi bay. Dạ, ba con sao? Dạ, ba sao? Sao vậy? Con ba tụi bay bị xe đụng rồi. Cái gì? Bây giờ đang cấp cứu ở trong bệnh viện đó. Bệnh viện nào? Bệnh viện nào vậy cô? Bệnh viện tỉnh á. Ông Hào, ông chở vô cổng rồi. Trời ơi, ba tụi bay đi mau con ơi. Đi đi, đi thôi. Có chuyện gì vậy? Mai mà chồng con thấy ông Thắng bị xe đụng. Trời ơi, không biết ông có qua hỏi không nữa. Không biết sao nữa, trời ơi. Điện thoại kìa. Alo. Chú ba ơi. Con Thủy nè chú ba. Chú đây. Có gì không con? Chú ba ơi. Ba con bị tai nạn. Hả? Tai nạn hả? Ba con bị tai nạn. Bà bị sao? Có nặng lắm không? Con không biết nữa. Ba con đang nằm trong phòng cấp cứu á. Sao mà xui xẻo quá vậy trời. Nhưng mà. Nhưng sao con? Dạ con. Nhà con bây giờ không có đủ tiền đóng tiền viện phí.
Chú cho con mượn đỡ ít được không chú? Được được được. Bây giờ chú vô trong đó liền. Đợi chú nha. Chú vô liền. Nha. Ủa, chuyện gì vậy ông? Anh hai bị tai nạn rồi. Trời đang đất. Nằm ở bệnh viện tỉnh á. Rồi rồi bị có nặng không? Tôi đâu có biết được. Bây giờ vậy. Bà đưa tôi 10 triệu, tôi đem vô tôi lo cho ảnh đi. Trời đất, tiền đó mà đưa. Bà dân buôn bán mà nói không có tiền là sao hả? Thôi bây giờ ông chạy vô bệnh viện trước đi. Coi anh hai như thế nào. Rồi từ từ mà tính. Chưa chi bà đòi đưa tiền rồi. Tôi có nói là tôi không đưa đâu. Tôi mệt bà quá. 10 triệu mà làm như là 10 ngàn vậy đó. Biểu đưa là đưa. Thúy ơi, trễ quá rồi. Anh về trước nha. Mấy đứa ở lại đây trong chừng ba nha. Anh Hào về trước. Dạ, không sao đâu anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Ơn nghĩa này em không bao giờ quên. Có gì đâu mà ơn nghĩa em. Chập sớm với nhau không mà nói ơn nghĩa gì. Thôi, anh về nha. Dạ. Mấy đứa ở đây canh chừng ba nha. Dạ, dạ. Dạ anh về trước. Nếu như có chuyện gì, nhớ điện thoại báo cho anh biết nha. Bác sĩ ra, bác sĩ ra chị hai. Bác sĩ kìa hai. Bác sĩ. Dạ, ba con sao rồi bác sĩ? Bác Thanh đây nè Thủy. Bà của con có sao không vậy bác Thanh? Bà con có sao bác Thanh? Các con cứ từ từ, từ từ. Tai nạn đã làm cho ba con chấn thương sọ não, dở mạch máu não, mất rất là nhiều máu. Do không đưa vào bệnh viện kịp thời, cộng với u não đã di căn, cho nên khả năng tỉnh lại là rất thấp. Trời, u não hả? Bác Thanh có lộn không? Chứ ba con đâu có bị u não đâu. Như vậy là ba con đã giấu tụi con rồi. Ông bị u não lâu rồi. Cho nên bác đã khuyên ba con đi phẫu thuật mà ông không chịu nghe. Bác sĩ có cách nào cứu ba con không hả bác sĩ? Bác ơi, bây giờ có tốn bao nhiêu tiền tụi con cũng ráng trả tiền để chữa cho ba con. Bác làm ơn, bác giúp giùm con đi bác. Giúp giùm con ơi. Đi. Mấy cháu cứ bình tĩnh để nghe bác nói đã. Do cái chấn thương đầu nặng quá cho nên cái khối u não đã vỡ ra. Vì vậy mấy cháu chuẩn bị tinh thần đi. Bây giờ chỉ tốn tiền vô ích thôi. Hiện tại bệnh viện đã dùng mọi biện pháp có thể. Nhưng bây giờ chi phí đã lên rất cao rồi. Nếu may mắn thì ba con sẽ tỉnh lại. Còn bác với ba con là bạn. Cho nên bác đã tạm ứng cho ba con 5 triệu. Vì vậy các cháu cứ yên tâm nha. Bác ơi. Bác ơi. Ba bị u não hồi nào vậy hai? Vậy không biết. Hèn gì, gần đây em thấy ba đau đầu dữ lắm. Nè, tụi con. Chú ba. Ba tụi con sao rồi, hả? Ba con bị nặng lắm chú ơi. Ai? Có biết ai đụng ba con không? Không biết chú, con mà biết thằng nào đụng trúng ba con chém chết đó. Bình tĩnh đi con. Thủy nè. Dạ. Nè, cầm lo cho ba con. Dạ. Con cảm ơn chú. Tại vì gấp quá cho nên chú không có đem nhiều tiền. Chú cho mượn là con mừng lắm luôn rồi. Đây là tiền của chú. Anh của chú có nhiệm vụ phải lo. Không cần phải suy nghĩ, không cần phải trả lại gì đâu. Ba con đang nằm ở đây dù cho tốn kém bao nhiêu, chú cũng về bàn với thím để lo cho ba con mà. Sinh mạng ba con là quan trọng nhất. Bây giờ còn nước thì mình cứ còn tát thôi. Cảm ơn chú ba. Cảm ơn chú ba. Chú ba ơi, con sợ quá chú ba ơi. Thôi, mấy đứa cứ bình tĩnh đi. Chị ơi. Trời ơi, mới có tháng 8 mà làm cái gì mưa dữ vậy nè. Công lao của mẹ con mình đổ bể hết rồi. Muối ra biển hết rồi. Uống miếng nước nè mẹ. Mất thì cũng đã mất rồi. Thôi, mùa nắng thì mình làm lại. Nè, mẹ uống miếng nước cho ấm đi. Cái gì? Cái gì? Thằng Hai về hả? Thằng Hai, nó đâu? Trời ơi, ông ở nhà không biết. Sao mẹ con tôi biết? Hồi sáng này nó nói với tôi, nó đi với sếp nó lên tỉnh. Xong công việc rồi nó về nó ghé ở đây.
Mà sao tới giờ này không thấy đâu vậy? À, con gọi cho nó coi. Thôi, khi nào nó về thì nó về thôi. Gọi nó làm chi? À mẹ, không biết chú Thắng sao rồi mẹ? Hay là để con gọi điện cho chị Thủy hỏi thăm chị nha? Ờ, con gọi đi con. Chú Thắng sao con? Vợ của thằng Hào nó nói là anh Thắng bị xe tông nặng lắm. Cũng may là thằng Hào nó đi nhậu về, nó nhìn thấy. Chứ nếu không là chết ở ngoài đường rồi. Thằng nào đụng người ta mà bỏ chạy, thất nhân thất đức như vậy. Ủa, mẹ, anh hai gọi. Em nghe anh hai. Em hả? Đưa điện thoại nói chuyện với mẹ đi. Dạ rồi, dạ rồi. Mẹ, nè. Alo. Mẹ nè. Mẹ ơi, bây giờ con có việc, con phải về, đưa sếp đi Sài Gòn gấp rồi. Có việc khi nào con về nhà, con liên lạc với mẹ nghe. Ừ, con bận công chuyện thì lo giải quyết đi. Mẹ hiểu mà. Ráng làm việc đàng hoàng nghe không? Khi nào rảnh á, thì con về cũng được. Hỏi lo cho ba mẹ. Ừ, mà có chuyện này á. Hồi nãy mẹ ơi, hồi sớm con gọi điện thoại cho con rồi. Có gì con nói chuyện với mẹ sau nghe. Trời ơi, chưa có kịp nói chuyện ông Thắng á là nó cúp máy rồi à. Con người ai cũng có sai lầm. Hy vọng chuyện đêm nay sẽ chôn vùi vĩnh viễn, sẽ không ai biết chuyện này hết. Mình sẽ lấy cả cuộc đời mình để bù đắp cho chị em Thủy. Em anh nè, tối nay em đi Sài Gòn phải không? Ừ, đúng rồi. Tối nay anh đi Sài Gòn học, rồi Tết anh về. Ừ. Em có chuẩn bị cho anh một mớ đồ nè. Mấy con cá khô, có khô mực nữa. Cá khô thì anh ăn với cơm, còn khô mực thì anh ngán cơm, thì anh nấu mì gói anh ăn, cũng ngọt nước lắm. Còn nữa nè, cái này là muối ớt, em làm cho anh đó. Ngon lắm. Còn đây là lá xông. Khi nào mà anh thấy anh cảm á, thì anh nhớ xông nghe không? Xông nó ra mồ hôi là hết liền à, hay lắm á. Còn có chai dầu nữa nè. Khi nào á, mà đau nhức chỗ nào là nhớ sức vô nghe không? Đó. À, còn cái này nữa. Ờ, anh cầm đi. Em giữ lại đi, anh không cần đâu. Anh phải cần chứ. Anh cầm đi. Lỡ như có đói bụng á, hay là thèm ăn cái gì thì anh mua mà ăn nghe không? Thủy à, anh sẽ cố học. Học xong 4 năm đại học rồi anh sẽ về với em. Dạ. Em ráng chờ anh nha. Em chờ anh. Ơi, anh xin lỗi em. Con xin lỗi chú. Anh là thằng hèn. Anh là thằng hèn. Anh là thằng hèn. Con xin lỗi. Con xin lỗi.
Tại sao mày bỏ chạy? Tại sao mày bỏ chạy? Alo, anh nghe nè Thủy. Anh ơi, ba em bị tai nạn. Vậy hả? Rồi tình trạng sao hả? Tình trạng đang nguy kịch lắm anh à. Em cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. Bây giờ anh đang đi công tác xa, vài hôm nữa mới về. Anh xin lỗi, chỉ nghĩ lúc này anh không thể ở bên em được. Có gì hãy gọi cho anh liền. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Con nhớ quản lý resort là tốt. Dạ. Còn vấn đề nhân sự á, thì bà thấy hơi lo lo. Dạ, con biết rồi ba. Mà ba nè, ba phải tăng người để quản lý phụ con, chứ một mình con quản lý không có xuể. Với lại con có tuyển thêm người ở Sài Gòn, nhưng người ta không có tâm huyết, cũng không ai chịu về đây làm ba. Thôi được rồi, để ba tính. Dạ. À, dạ, con chạy nhanh về Sài Gòn luôn đi. Đối tác muốn gặp chú vào chiều nay. Dạ. Nhanh lên con. Dạ. Nghĩa, đi đi con. Dạ 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 dạ. Dạ 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 chú. Dạ con chạy liền chú, để con về lại chú. Uống nước đi con. Dạ con cảm ơn cô sáu. Tình hình ba con sao rồi? Cô định chiều nay rủ mấy chị em ở trong hội qua thăm ba con. Ba con được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt rồi, nhưng mà vẫn chưa có tỉnh cô sáu. Cầu mong trời Phật á, cho ba con á tai qua nạn khỏi. Anh Thắng á, anh ăn ở hiền lành như vậy, không biết tại sao lại gặp xui xẻo. Cô sáu à, chuyện gì vậy con? Con nói đi, giúp được là cô giúp cho. Tiền viện phí cấp cứu cho ba con cao quá. Thì đúng rồi, ba con bị chấn thương sọ não mà. Mà nè, ba con có mua bảo hiểm y tế không vậy? Dạ không. Con cũng biết sao mà ba con lại tiếc tiền dữ vậy. Có 620 ngàn thôi. Cô Sáu ơi, bữa nay con qua đây, con muốn hỏi cô là còn nghe nói ở trên hội phụ nữ có cái quỹ để giúp đỡ cho người nghèo. Con tính nhờ cô là giúp con làm giấy tờ để con vay được không cô? Được, cái chuyện đó thì cô giúp con được. Nhưng mà nó không có được bao nhiêu đâu con. Nó không có đủ cho con xoay sở. Thôi bây giờ vậy, cô Sáu còn cái sổ tiết kiệm. Để cô Sáu rút ra cho con mượn con xoay sở cho ba con. Cầm đỡ trước 5 triệu về lo cho ba. Nghe con. Dạ thôi cô, làm như vậy thì phiền cô lắm. Cô chỉ cần giúp con làm giấy tờ để con vay là được rồi. Mùa muối sắp tới, con ráng làm rồi con trả. Thôi cũng được. Đúng là tai bay vạ gió mà. Đôi bông này ông ấy mua ở đây đấy. Ông ấy nói là mua cho con đó. Bây giờ làm sao? Con muốn bán lại phải không? Dạ tại... tại con cũng kẹt quá cô. Vậy cô sẽ thâu lại cho con 1 triệu nha.
Ủa, sao con thấy ở trong giấy ghi là ba con mua tới 1,5 triệu luôn mà cô? Chỗ cô là chỗ làm ăn con à? Cô, không ấy, cô coi cô mua cao cao giùm con được không cô? Thôi được rồi, cô thâu lại 1,1 triệu. Không bớt, không xén, không kỳ kèo đó nha. Vậy thôi nha. Sao, có chịu không? Ừ, dạ. Đếm lại đi. Dạ con cảm ơn cô. Sao, nhắm đủ không? Cô có nghe chuyện của bố con rồi đó. Mà sao con không đi vay thêm? Dạ, con cũng tính vay ở xã. Nhưng mà cũng chưa biết làm sao hết. Thôi thì chuyện nhà của con, để cô giúp cho. Bây giờ muốn vay bao nhiêu, cô cho vay. Nhưng mà cô nói trước là lãi ở chỗ cô ấy, 1% một ngày đó. 1% lận hả cô? À, đúng rồi. Sao cao quá vậy? Con cứ suy nghĩ đi, cô không có ép đâu. Cô ơi, cô bớt lãi lại giùm con được không cô? Hay là thôi đi, mất công làm vậy, tôi mang tiếng đó. Dạ cô. Hay là cô cho con vay 20 triệu đi cô. Nhưng mà cô bớt lãi suất lại giùm con, 1 tháng sau con sẽ trả lại cho cô. Thôi được rồi, bây giờ cô tính con 100.000 một ngày, được không? Nhưng nhớ phải đúng ngày trả cho cô đó nha. À bây giờ cô viết giấy nợ cho con. Sao, có mượn không? Mượn thì viết vào đây. Nè, nếu viết mượn á là phải đúng thời hạn tháng trả cho cô nha. Nhớ là ghi rõ, hoàn toàn tự nguyện mượn đó nha. Chứ không ai ép đâu đó. Dạ. Nè, đếm lại cho kỹ đi. Thiếu không chịu trách nhiệm đâu đó. Nhớ tháng sau phải trả đủ cho cô đó nha. Dạ, con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Ừ. Tôi cô ôn về. Về đi con. Không, không thể như vậy được. Sao lại không tìm ra được kẻ đã tẩm ba em chứ? Cậu cứ bình tĩnh. Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm, nhưng hôm đó trời mưa lớn quá, mọi dấu vết đều bị xóa sạch hết. Rồi bây giờ mấy anh tính sao? Bây giờ ba em đang nằm trong bệnh viện, còn kẻ tẩm ba em thì đang nhẫn nhơ bên ngoài. Thì đương nhiên chúng tôi sẽ cố gắng điều tra và tìm ra hung thủ. Cậu yên tâm đi. Báo cáo anh, đã thẩm vấn nhân chứng xong. Sao, có manh mối gì không? Ông Hào nói hôm đó trời mưa và tối nên không nhìn rõ được, chỉ thấy một xe hơi màu bạc đụng vào nạn nhân ở xa, không biết xe hiệu gì. Mấy anh ơi, mấy anh làm ơn giúp em, ba em đang nằm trong bệnh viện, đang rất nguy kịch và có thể chết. Mấy anh phải tìm ra hung thủ. Ba sao rồi? Dạ, ba cứ nằm mê man như vậy hoài đó anh ba. Anh ba ơi, công an nói sao vậy? Có tìm ra được chưa anh ba? Chưa, họ nói sẽ tiếp tục điều tra. Ủa, sao kỳ vậy? Cái người tông ba, giờ tìm không ra được, giờ sao anh ba? Út đừng lo. Ai mà tông ba như vậy, chắc chắn mình sẽ tìm được. Không thể nào để ba chịu oan ức như vậy được đâu. Hai, hai mượn tiền chưa hai? Hai lo được rồi. Hai có bán đôi bông của ba cho, với lại có mượn của bà Kim một ít. Trời, sao hai liều vậy? Hai không biết bà Kim là chuyên cho vay tiền, cho vay ăn lại cắt cổ hả? Thì phải chịu thôi chứ sao giờ. Hai có qua cô Sáu hỏi rồi, nhưng mà cô Sáu nói muốn vay của hội thì phải chờ thủ tục lâu lắm. Thôi kệ đi, chắc chắn là hai sẽ làm được. Hai trả được nợ cho bà Kim, trước mắt là phải lo cho ba cái đã. Thôi hai đứa về đi học đi, để hai lại coi ba được rồi. Thiện về lo cho hai đứa đó đi. Em không về đâu, em phải đợi ba tính lại. Dạ, tụi em cũng vậy á. Tụi em không có muốn về đâu chị hai. Em muốn ba tỉnh dậy. Ba ơi ba, tỉnh dậy đi mà ba. Mấy đứa kỳ quá.
Ba tỉnh lại, ba biết mấy đứa nghỉ học ba bực thêm đó. Đi về đi học đi, học xong rồi quay qua đây thế nào ba cũng tỉnh lại ha. Nghe chị Hai đi, chị Hai nói đúng đó hai đứa. Thiện về lo cho hai đứa nhỏ, rồi vô kho muối coi còn bao nhiêu muối thì vét đem bán hết. Dạ, vậy chị Hai coi ba nha. Ba mà tỉnh lại bán biết liền nha. Hai biết rồi. Vậy tụi em về nha chị Hai. Ừ. Bà tỉnh lại đi ba. Chào chị. Bà còn tỉnh lại cho Thủy? Dạ chưa chú. Chị, rồi bác sĩ nói tình hình bác Hai làm sao rồi chị? Bác sĩ cũng hết cách rồi, bây giờ chỉ chờ ba chị tỉnh dậy thôi. Cầu trời cho ba con tai qua nạn khỏi. Nhà có hai anh em mà ba con như vậy chú đau lòng lắm. À Thủy nè. Dạ. Chú phải chạy ra chạy vô, không thể ở trong đây để mà chăm sóc cho ba con được. Con ở trong đây có chuyện gì con cứ báo cho chú biết nha. Dạ con biết rồi. Mà cái hôm đó, con kêu bác Hai bật đèn lên chạy, nhưng mà xe bác Hai bị đứt đèn, nó thui à. Bởi vậy người ta không thấy bác Hai là phải rồi. Mà đêm đó đó nha, trời mưa dữ lắm đó ba. Con nói mà chuyện qua rồi, đừng có nhắc lại nữa. Ủa, Nguyệt. Dạ. Dạ, con chào chú, em chào chị. Chú chưa tỉnh dậy hả chị? Em có mang ít trái cây để biếu cho chú. Chị cảm ơn. Dạ. Chị cảm ơn em nhiều nha. Thủy. Dạ. Ba tụi con sao rồi? Dạ con chào mọi người. Rồi ba con sao rồi con? Sao rồi bay? Ba con sao rồi con? Dạ ba con cũng chưa tỉnh. Tụi này bất nhân sao? Đụng ống dây rồi bỏ chạy. Con ơi, có chút quà là tấm lòng của bà con hàng xóm gửi cho ba con đó. Bây giờ dạ, chỉ cầu mong cho ba con khỏe mạnh là tốt rồi. Dạ. Thủy nè, đây là cái số tiền mà bà con á góp lại bên hội khuyến nông với hội phụ nữ gửi cho ba con. Con cầm đi để còn lo cho ba con. Nhận đi Thủy. Con cảm ơn bà con. Nhận đi con. Không sao đâu con. Thiệt tình chuyện xui rủi mà. Con á, ráng lo cho ba con đi. Chuyện ngoài ruộng á, có bà con phụ rồi. Con đừng có lo cái chuyện ngoài đó nghe chưa. Con cảm ơn cô Sáu. Con cảm ơn bà con. Ủa, anh ở đây, cháu ở đây, rồi còn thím đâu? Ủa, giá muối bây giờ đang là 600 ngàn một tấn mà thím? Thì đó là 600 ngàn muối loại 1. Nè, con coi nè, muối của con á, là muối loại 3, dơ quá đi nè, 400 ngàn là được rồi. Chắc ở đây khoảng chừng là 2 tấn à ha. Thím coi lại giùm con đi, chứ chỗ này cũng 2 tấn rưỡi chứ thím. Thôi thì cầm 800 ngàn đi. Nè, cầm đi. Không thôi là thím đổi ý đó. Kỳ kèo hoài mất thời gian quá. Nè, mày coi kêu người vô xúc muối luôn đi nghe. Dạ. Tụi bay, đi vô xúc muối nè. Dạ. Dạ. Thôi, con cầm tiền đó vô trong bệnh viện. Còn qua nhà khác nữa. Để mà lo cho ba. Bị chấn thương sọ não á, tốn tiền viện phí dữ lắm. Phải đặt phòng chăm sóc đặc biệt nữa. Không có tiền là chết đó. Xong rồi. Vác muối lên. Dạ. Thôi, thím đi nghe. Lẹ lẹ lên. Làm nhanh lên. Mày đó, vác muối lên. Lẹ lẹ tay lên đi. Nhanh đi. Ba. Bây giờ con có công việc đột xuất. Hay là ba ra, ba đi xe ôm về giùm con nha ba. Gì mà ấp a ấp úng, mày nói đi xe ôm là sao? Sao không chở ba về? Dạ, con có công việc. Chuyện gì?
Ừ, con không nói được, con nói được con nói rồi. Ba đi sớm về giùm con đi. Chạy ăn dẹo cái là về tới nhà liền à. Ba về đi. Chứ má mà không thấy ba, má cằn nhằn à nha. Thiệt tình. Ở nhà tao mệt với bà. Còn ra ngoài đường thì tao mệt với mày. Thì... thôi được rồi, tao đi xe ôm về. Có một thằng con cũng không có nhờ cậy được gì hết. Ba kêu xe ôm chở chậm chậm đó ba. Ba, con đi công chuyện đó. Muốn đi đâu đi đi. Dạ. Nguyệt. Ủa, anh Khoa, anh chưa về hả? Ủa, chú Khiêm đâu rồi? Ba nói ba anh có công chuyện, về gấp rồi. Cái bà ông chở ông về luôn. Anh ăn thì riết nó để anh chở về cho yên tâm. Ông không chịu. Với lại anh phải ở lại đây, hỏi bác sĩ mấy cái vụ mà thuốc của má anh á. Má anh dặn vậy. Ủa, vậy hả? Ừ, hên muốn gặp em ở đây. Em đi đâu đây? Dạ, em cũng đang đi về. Ủa vậy hả? Vậy anh đưa em về. Ờ, vậy thôi, để em tự về được rồi. Phiền anh quá à. Trời ơi, có gì đâu phiền. Tụi mình cùng làng cùng xã. Anh đưa em về, cùng đường mà. Lo gì? Ờ, vậy thôi, em đi xe ôm. Xe ôm? Ngày hôm qua anh mới thấy xe ôm chạy lạng lạng tông cục điện đó. Nguy hiểm lắm. Để anh đưa em về cho an toàn. Xe ôm bây giờ không an toàn đâu. Thiệt. Lên xe, rú ga chạy về tới nhà. Nhanh lắm. Đi. Dạ, vậy thì... ừ, vậy đi đi, đi đi liền. Lên xe, lên xe. Dạ. Con chào cô chú. Dạ con chào cô chú. Ba mẹ con mới về. Chú Thắng sao rồi con? Tối qua tới giờ á, chú Thắng vẫn chưa tỉnh lại nữa mẹ. Chú đưa đây, con làm cho. Tội nghiệp, đã nghèo mà còn gặp cái eo nữa. Thì ai biểu? Cứ rượu chè như tôi, tối về xỉn quắc cần câu, rồi đi ngủ. Đi đâu mà cho bị xe tông? Em nghe nè anh hai. À, gặp mẹ hả? Mẹ, anh hai gọi nè. Ờ, đưa đây. Alo, Nghĩa hả con? Dạ, mẹ. Ở nhà có chuyện gì không mẹ? Có gì là có gì. Ý của con nói là ở nhà ba mẹ có khỏe hay không á? Ừ, ba mẹ khỏe, vẫn bình thường. Ờ, mà con biết chuyện gì chưa? Chú Thắng mới bị xe tông đó. Mới dạ. Bị hôm bữa con địch về mà con không có về được đó. Vậy dạ, vậy hả? Con đâu biết gì đâu. Ờ, mẹ à, có tìm ra ai đụng chú Thắng chưa vậy mẹ? Cũng chưa. Không biết cái quân nào mà nó ác nhân thất đức dữ vậy. Nghĩa. Con nè. Thôi, nói chuyện vui đi. À, mẹ với con Nguyệt á, tính vô Sài Gòn dự lễ nhận bằng thạc sĩ của con á. Thôi mẹ ơi, vô đây mất thời gian, tốn kém, rồi mệt mỏi nữa. Mà đâu có chuyện gì quan trọng đâu. Mệt gì ba mẹ cũng đi, tốn bao nhiêu ba mẹ cũng chịu được hết á. Sớm mình kiếm đâu ra ai được như con. Chờ đợi bao nhiêu năm nay á, mới được như ngày hôm nay nè. Vậy nghe, để sắp xếp rồi ba mẹ lên. Vậy nghe con. Alo, mẹ. Chúc mừng con đã tốt nghiệp đại học. Con đã làm cho gia đình con nở mặt nở mày. Dạ. Quê mình vùng sâu vùng xa, ruộng muối thì mặn chằn, núi đá thì khô cằn trồng chất. Cái nghèo cứ đeo bám hết đời này tới đời khác. Có được đứa thanh niên học tới nơi tới chốn như con thì là chuyện không dễ chút nào hết. Uống đi con. Dạ, con mời chú. Chờ cho con, thắng, thắng.
Thằng Nghĩa nó nói gì mà tôi nghe mệt mệt mệt? Thì nó sợ tôi với ông lên Sài Gòn mệt cho nên nó cản đó mà. À, mệt sao được mà mệt. Có mỗi thằng con trai là thạc sĩ à, danh giá nhất cái xã này rồi. Có mệt mấy thì cũng phải đi. Thì tôi cũng nói với nó vậy rồi, mình phải lên với nó chứ, chứ để nó mình vậy sao được. Cái thằng chắc là sợ ba mẹ tốn tiền đây. Mẹ chắc là vậy đó. Nhưng mà lỡ có lên Sài Gòn á thì con lấy tiền để dành của con mình đi ha. Mất công anh hai á, sợ là ba mẹ tốn tiền này kia nữa. Dạ, con nghe nói nhà mình sắp đi đâu hả? Ừ, định lên Sài Gòn để dự cái lễ nhận bằng thạc sĩ của thằng Nghĩa đó. Dạ, sao trùng hợp dữ vậy ta? Con cũng sắp lên Sài Gòn có công chuyện. Hay là để con đi cùng với cô chú với Nguyệt cho nó vui. Sẵn tiền lên đó con dẫn gia đình mình đi chơi luôn. Được vậy á thì hay rồi. Dạ. Đâu dễ gì á, có việc để mà đi lên trên đó. Mà nhất là đi với con. Dạ. Vậy để con về nhà. Rồi chừng nào mà đi á, con qua con rước cô chú với Nguyệt đi. Dạ. Ừ. Cảm ơn con nhiều nghe. Cái thằng coi nhanh nhẹn với hoạt bát ghê á. Dạ, vậy con xin phép con về ạ. À. Ừ. Anh về đi. Con về. Anh về nha. Tổ già cái thằng. Dạ con về. Ừ. Nè. Dạ. Bộ con đang quen với nó hả? Dạ đâu có đâu mẹ. Sao tự nhiên mẹ hỏi kỳ vậy? Cái kiểu nó nhìn con á là mẹ biết liền à. Tụi con đâu có gì đâu. Mày ngu lắm con ơi. Thằng Khoa nhà nó là giàu nhất cái thôn này đó. Đòi hỏi cái gì nữa? Ở nhà mẹ gọi, con biết có chuyện gì không ta? Mẹ gọi có chuyện gì vậy? Hay là ở dưới quê có chuyện rồi? Dạ, con nghe. Nghĩa à, nhà mình lên Sài Gòn rồi đó. Hả? Lên đây rồi hả? Ừ. Mẹ à, con đã nói với mọi người rồi, đừng có lên đây. Mà đã lên Sài Gòn rồi á, thì phải nói con một tiếng trước chứ. Thì muốn cho con bất ngờ mà. À, thôi được rồi. Bây giờ con đang chuẩn bị lên trường, mọi người đang ở đâu? À, cũng đang kêu xe tới trường con luôn đó. Dạ dạ được rồi. Vậy ba mẹ đợi con một lát đi, con tới trường con đón mọi người. Được rồi. Vậy nghe con. Dạ. Chị hai, ba tính dậy chưa chị hai? Chị hai ơi, em có nấu miếng cơm, chị hai ăn miếng cho khỏe nha chị hai. Hai không ăn đâu. Sao mà lâu quá không chịu tỉnh vậy không biết nữa. Sao ba không chịu tỉnh dậy vậy anh ba? Anh cũng không biết nữa. Thôi mấy đứa ở đây với ba đi. Hai đi ra ruộng muối coi sao. Chuẩn bị cho đợt muối mới nữa. Hai, để em đi với hai. Hai đứa ở đây coi ba nha. Dạ anh ba. Con đi nghe ba. 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 Ba tỉnh rồi kìa chị hai. Ba. Ba tỉnh rồi hả ba? Ba tỉnh rồi hả ba? Ba. Ba ơi. Ba. Ba ơi. Thiện. Con Thiện nè. Đi đi kêu bác sĩ nhanh lên. Dạ dạ dạ. Ba. Ba ba. Thiện ơi. Thịnh nè ba. Ba nói gì vậy ba? Ba muốn nói gì hả ba? Ba. Ba muốn nói gì vậy ba? Ba. Ba muốn ba. Cái gì vậy ba? Ba ơi. Ba. Ba. Ba muốn ba, nói cái gì? Ba? Ba ơi. Ba muốn nói cái gì vậy? Ba. Ba muốn nói ba gì vậy? Ba dặn dò con cái gì hả ba? Ba. Con Thịnh nè ba. Ba. Ba sao vậy ba? Ba.
Ba ơi. Ba ơi. Ba ơi. Ba nói cái gì đi ba. Ba ơi. Ba ơi. Trời đất ơi. Trời con. Bác sĩ ơi, bác sĩ, ba con có sao không bác sĩ? Ba con có sao không bác sĩ? Bác sĩ, bác sĩ, ba con có sao không bác sĩ? Ba con sao gì bác sĩ? Ba con, bác sĩ ơi, cứu ba con, ba con mới vừa tỉnh, ba con mới vừa tỉnh tắt đèn đó. Ba con mới tỉnh rồi bác sĩ. Bác xin lỗi các cháu, ông ấy mất rồi. Ba ơi, tỉnh dậy đi ba. Ba, ba ơi, ba tỉnh lại đi ba. Ba ơi, ba tỉnh dậy đi ba. Đừng bỏ cho em ba, con mà ba. Đừng bỏ tụi con mà ba. Ba, ba, ba ơi ba. Cô đi lo chuẩn bị thủ tục để đưa ông ấy đi thăm sân. Dạ. Ơi, ba, ba, ba tỉnh dậy đi ba. Ba tỉnh lại đi ba. Ba tỉnh dậy. Ba em mất rồi. Giờ ba cũng bỏ cho em con nữa ba. Ba tỉnh lại đi. Ba không được bỏ cho em con. Ba, ba tỉnh lại đi ba. Ba, 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 ơi, ba, ơi. Ba tỉnh dậy đi ba. Ta đừng bỏ cho em con ba.